Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Ở cuối tập trước, Tử Dương đã đến Linh Bảo Cát để thăm dò tung tích của Ma Thiên Cuồng Giao. Tuy nhiên, ở tại đây quả thật không liên quan đến việc hung thú mất tích, bởi vậy hắn liền chuyển mục tiêu đến Vạn Kiếm Tông. Sau khi Triệu Thiên Vũ lái linh thuyền đến trước cổng sàn đấu giá Linh Bảo, Tử Dương đem theo hai nữ nhân xinh đẹp rồi cũng rời khỏi. Vạn Kiếm Tông là một ngọn núi nằm ở trung tâm đại hoang của quận Thiên Vũ. Đây là tông môn duy nhất chỉ tu luyện kiếm khí. Từ xa có thể thấy đỉnh núi có hình giống như một thanh bảo kiếm nằm sừng sững mà uy nghiêm. Rất nhanh, Tử Dương đã lái linh thuyền đến trước cửa sơn môn Vạn Kiếm Tông. Phía dưới sớm đã có người để ý đến hắn. Một tên hộ vệ cấp bậc nguyên anh kỳ thấy hắn chỉ là luyện khí kỳ, liền khinh thường ra mặt, hung dữ lớn tiếng quát: "Là kẻ nào dám xâm phạm Vạn Kiếm Tông?" Đối với chuyện này, Tử Dương vốn đã quen thuộc, hắn bình thản lên tiếng: "Ta tìm tông chủ của ngươi có chút chuyện, mau dẫn đường." Hiển nhiên đám thuộc hạ không coi Tử Dương vào mắt, đuổi không được, vì thế bọn họ chỉ có thể động thủ. Rất nhanh, một thanh bảo kiếm kích cỡ lớn phi đến trước mặt Tử Dương, dĩ nhiên tới đỉnh đầu hắn liền bị dừng lại. Tử Dương lúc này có chút bực mình lên tiếng: "Đây là đạo tiếp khách của Vạn Kiếm Tông các ngươi sao?" Mấy tên thủ hạ nghe giọng nói lạnh như băng của Tử Dương có ngơ ngác, hắn không phải chỉ là luyện khí kỳ sao? Vì sao bọn họ lại bất giác cảm thấy run sợ như vậy? Đâm lao cũng phải theo lao, bởi thế thanh niên kia lần nữa phát động công kích, phóng mũi kiếm sắc bén về phía Tử Dương, rất nhanh công kích của gã đã bị phá giải. Thấy thế, cả đám liền hợp lực tấn công Tử Dương, vô số mũi kiếm như những đạo kình phong xoay qua đỉnh đầu khiến Tử Dương có chút khó chịu. Ý niệm vừa động, trên tay hắn bỗng xuất hiện một thanh bảo kiếm màu vàng, đã rất lâu rồi chưa được rèn luyện. Hôm nay Tử Dương hắn sẽ giúp Vạn Kiếm Tông thanh lý môn hộ, dạy cho đám người này một bài học. Động tĩnh lớn rất nhanh đã kinh động đến một vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông, ra lệnh cho đám thuộc hạ lui xuống trước. Hứa Thanh Ứng tiến đến trước mặt Tử Dương tươi cười chào hỏi: "Vị tiểu hữu Linh Bảo Các đến đây không biết là có chuyện gì?" Linh thuyền trước mắt là của sàn đấu giá Linh Bảo, dĩ nhiên là cũng xem như Tử Dương là người của thế lực này. Nhìn về mặt của Hứa Thanh Ứng, sắc mặt Tử Dương cũng hỏa hoạn đi rất nhiều. Lúc này, y lên tiếng: "Ta không phải người của Linh Bảo Các, ta đến đây là muốn biết tung tích của Ma Thiên Cuồng Giao." Tử Dương không muốn ở đây hàn huyên tâm sự, liền trực tiếp đi vào vấn đề chính. Nghe thấy vậy, Hứa Thanh Ứng thất kinh, không nghĩ tới Tử Dương đến là vì chuyện này. Mặc dù ông ta thử thăm dò tu vi của Tử Dương, quả thật chỉ là luyện khí kỳ, nhưng mà ông ta cũng không phải không biết suy nghĩ, dễ dàng giải quyết đám đệ tử nguyên anh kỳ kia như vậy, chỉ sợ thực lực người này không tầm thường. Cho nên là vẫn rất khách khí mời Tử Dương vào bên trong nội viện nói chuyện. Tiến vào bên trong sân môn, Tử Dương cảm nhận được một mùi máu tanh vô cùng nồng nặc, tựa như nơi đây chính là lò sát sinh vậy. Thấy Tử Dương cau mày khó chịu, Hứa Thanh Ứng hiện ra sắc mặt bi thương, thành thật nói: "Chẳng giấu gì ngài, nếu không vì bài trừ phong ấn Ma Thiên Cuồng Giao, chúng ta sao phải làm ra chuyện đáng trách đến thế?" Tử Dương nghe về cũng hiểu bọn họ bắt những người có huyết mạch thuần dương lấy máu. Tuy nhiên, hiện tại phong ấn đã không còn, bắt những người này có ích gì cơ chứ? Trầm mặc một lúc, hắn quay qua hỏi Hứa Thanh Ứng: "Không biết nơi này còn giam giữ nhiều người không?" Lão nhân trước mắt thành thật đáp: "Không giấu gì đại nhân, chỗ ta còn đại khái hơn 100 người, ngày mai ta sẽ đem máu của bọn họ đến Thi Dương Tông." Tử Dương trực tiếp cắt lời: "Không cần, thả bọn họ đi." Hứa Thanh Ứng kinh ngạc vô cùng. Chuyện ác này dù sao cũng phải có người làm, hy sinh vài mạng người để đổi lấy sự sống cho hàng ngàn người, dù bất đắc dĩ bọn họ cũng phải làm. Tử Dương thấy vậy liền nói chuyện Ma Thiên Cuồng Giao đã chạy thoát kể lại một lượt. Ngay lập tức sắc mặt Hứa Thanh Ứng trở nên trắng bệch. Việc này đã nằm ngoài phạm vi xử lý của lão, bởi vậy chỉ có thể tìm tông chủ đến giải quyết. Không lâu sau, một bóng đen như lưu tinh cản nguyệt phi đến, năng lượng trên người hắn tỏa ra không có lấy một tia tà khí. Phương kiếm phách xuất hiện, một cỗ uy áp lớn như thủy triều cuốn về phía Tử Dương, nhưng mà ngay lập tức, lão ta liền cảm thấy cả người tê dại, giống như bị sét đánh vậy. Nhận thấy Vạn Kiếm Tông thực sự không liên quan đến chuyện này, Tử Dương cũng không muốn ở lại lâu. Sau khi nói chuyện một lúc, đợi Vương kiếm phách sai thuộc hạ thả những người huyết mạch Chí Dương kia ra, Tử Dương cũng rời đi. Ngồi trên linh thuyền, Tử Dương không ngừng suy nghĩ. Không biết là thế lực nào lại cả gan thả ra Ma Thiên Cuồng Giao, nhưng thế lực quanh quận Thiên Vũ mặc dù lén làm nhiều chuyện xấu, nhưng chung quy vẫn là người chính trực. Bỗng nhiên, Tử Dương chợt nghĩ đến Ma Vân Tông, số bên ngoài hay bên trong nơi này đều tu luyện công pháp tà giáo, rất có thể hung thú ở chỗ bọn họ. Bởi vậy, Tử Dương lái linh thuyền mau chóng đến Ma Vân Tông. Đến đây thì cũng hết tập 19 Luyện Khí 10 Vạn Năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.